Hello mọi người, Dung vừa mới đi bộ về xong và sáng nay thì Dung đi bộ chỉ có 6.000 bước thôi, bởi vì ngày hôm qua thì Dung vận động khá là nhiều. Hiện tại bên ngoài thì người ta đang làm ồn, hy vọng rằng là chất lượng của video này không có quá tệ. Sẵn tiện đây thì bây giờ sau khi đi bộ về xong thì Dung chuẩn bị tập một chút xíu. Và ngày hôm nay có thể gọi là một ngày Dung cho phép mình lười và ít tập hơn những ngày hôm trước, bởi vì ngày hôm qua đã tập nặng khá là nhiều rồi, tập tạ nữa thì bây giờ chỉ có vận động nhẹ nhàng thôi. Thì sẵn tiện đây Dung quay lại clip để chia sẻ với mọi người một vài cách mà cái cách tập làm sao cho người lười vận động nhưng mà vẫn có thể có được một cái vóc dáng gọn gàng và săn chắc. Bây giờ mọi người hãy cùng Dung tập nhé. Dung không có biết mọi người thì như thế nào nhưng mà với Dung ấy thì từ ngày ăn thô Dung không có còn lo sợ cái cảm giác là bị mỡ thừa hay là mỡ ở dưới vùng bụng dưới. Đặc biệt là Dung rất là sợ mỡ bụng cho nên là khi mà ăn thô Dung nghĩ đây là một trong những cái điều mà Dung khá là thích. Và dĩ nhiên không phải chỉ là quan tâm về cái vóc dáng ở bên ngoài đâu mà ăn thô đã thực sự mang lại cho Dung một cái sức khỏe tốt từ trong lẫn ra bên ngoài. Đấy, như mọi người thấy là để Dung cho mọi người xem, Dung không hoàn toàn không có mỡ bụng dưới nha mọi người. Và đây là cái bụng chưa có ăn một cái gì cả. Và buổi sáng thì Dung chỉ mới uống một ly nước chanh ấm thôi và đi bộ rồi. Bây giờ thì cũng không cần phải ăn gì bởi vì Dung thấy rằng là mình không có nhu cầu phải ăn và cũng không có đói lắm. Tập xong sau đó sẽ ăn sau. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu động tác đầu tiên. Xin lỗi mọi người là Dung không có ý là chỉ dẫn mọi người đâu nhé. Và cũng không Dung không phải là một người chuyên về huấn luyện hay là gì gì đâu, chỉ là cái chia sẻ cá nhân của mình thôi. Đây là những cái cách tập để cho những cái lúc mà lười vận động hay là những cái ngày mà chu kỳ kinh nguyệt thì mình vẫn có thể có cái cơ hội, dù rằng là lười nhưng mà mình vẫn làm sao để cố gắng giữ cho mình cái cơ thể khỏe mạnh và săn chắc. Và động tác đầu tiên thì bây giờ mọi người hãy tập theo Dung nha. Động tác đầu tiên sẽ là động tác plank. Thì mọi người có thể plank trong vòng 1 phút này, 2 phút, hoặc là mọi người có thể plank trong vòng khoảng 30 giây hoặc là 15 giây. Nếu mà ai chưa từng plank thì lúc đầu nó sẽ không có giữ được lâu. Thì đây là một trong những cái động tác mà Dung thấy rằng là nó có hiệu quả cho cái phần cơ bụng, đặc biệt là hai con số 11 và phần mông, kể cả là đùi và cái phần cánh tay của mình nữa. Thì Dung hay gọi những cái động tác này là những động tác dành cho người lười vận động nhưng mà vẫn có thể có được một cái body săn chắc nếu như mà mọi người chịu khó vận động mỗi ngày. Xin lỗi mọi người là Dung đặt cái video ở dưới cái camera ở dưới sàn cho nên là Dung phải nằm như thế này để mới nói được, bởi vì tự làm hết mọi thứ, mọi người không có ai không có ai quay cho mình hết á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu plank nhé. Thường thì với động tác plank này thì mình thấy mọi người làm sai khá là nhiều, bởi vì mọi người hạ mông thấp quá hoặc là đưa mông lên cao quá cũng không tốt, mà chỉ vừa phải thôi. Nhưng không biết nữa, tôi không biết là mọi người tập trong phòng gym những huấn luyện thì người ta hướng dẫn như thế nào, nhưng mà mình thấy như vậy thì mình tập như vậy thì nó đỡ, giữ cái tư thế như vậy thì nó sẽ đỡ bị đau cái phần thắt lưng ở phía sau. Và đơn giản chỉ vậy thôi, mọi người chỉ cần giữ như vậy trong vòng khoảng 15 giây, 30 giây hoặc là 1 phút, 2 phút tùy theo. Mọi người có cảm nhận được khi mà mọi người làm như vậy, mọi người cảm nhận được cái phần cơ bụng nó rất là căng thì đó mới là đúng, và đặc biệt là chú ý cái phần lưng, thắt lưng nó không bị đau là được. Và động tác thứ hai thì cũng không có gì khó cả, tất cả chúng ta cần là chỉ một bức tường thôi, hay Dung gọi động tác này là ngồi tựa tường. Thì với động tác này thì nó rất là tốt cho cái phần cơ đùi trước và đặc biệt là cái phần hông và phần mông của mọi người nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào chưa quen thì Dung nghĩ rằng là ngồi lâu tầm khoảng 15 giây là đã thấy khó rồi. Dung thì có thể ngồi được 1 phút. Nhưng mà dĩ nhiên là hoặc là lâu lâu thì thỉnh thoảng ngồi lâu hơn. Nhưng mà làm video cho mọi người thì chỉ làm tượng trưng thôi. Thì bây giờ để Dung sẽ làm cho mọi người xem cái động tác này nha.
cả mà chúng ta cần là chỉ có một bức tường như thế này thôi, và mọi người dang rộng hai chân bằng vai, đặt hai tay lên đầu gối và khuôn mặt hướng thẳng về phía trước, không có gồng xuống đi hoặc là không có ngã ra sau quá, và dĩ nhiên là lưng phải thẳng song song với vách tường như thế này, và giữ tư thế này trong vòng khoảng 15 giây thôi, sau đó là 30 giây, và sau đó là tăng lên 40 giây và 1 phút. Đó, chỉ đơn giản như thế thôi mà mọi người thấy cái phần cơ đùi ở phía trước đây nó căng lên à, rồi phần mông một chút sau này nữa rất là mỏi mọi người ạ. Thì mọi người cứ tưởng tượng là động tác này cũng giống như là mọi người ngồi trên ghế nhà mình thôi. Đấy, và thay vì ngồi ghế thì mình lấy cái ghế ra và mình ngồi không như thế này, lực sẽ dồn xuống cái phần đầu gối rất là nhiều. Động tác thứ ba đó là động tác xoạc ngang. Thì Dung nghĩ rằng động tác này nếu mà mọi người là những người mà rất là ít vận động và lười tập, đặc biệt là lười giãn cơ ấy, hoặc là không có giãn cơ bao giờ, hoặc là mọi người ít có đi lại nhiều, thì cái động tác này mọi người sẽ không có xoạc được rộng ra. Thì không sao cả, lúc đầu thì mọi người có thể ngồi giống như là chữ V thôi. Rồi sau đấy từ từ thì mỗi một ngày mọi người tập luyện như thế hoặc là đều đều như vậy ấy, thì từ từ mọi người sẽ xoạc rộng ra, bởi vì cái động tác này nó giúp cho cái cơ háng của chúng ta ấy được linh động. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Trước khi mà Dương nghĩ rằng là nếu mà mọi người chưa quen ấy thì trước khi tập mọi người hãy tập vận động nhẹ nhàng một tí xíu và tập giãn cơ nhẹ nhàng một tí xíu, và thay vì dang rộng hai chân như thế này vì Dương tập quen rồi ấy thì rất là dễ dàng, nhưng mà nếu mà mọi người chưa quen thì mọi người chỉ cần đưa chân một chân gặp lại và một chân đưa về phía trước như thế này, sau đó dang rộng cái chân này ra đến khi nào có thể thì thôi, và chân này thì giữ nguyên như vậy. Rồi sau đấy thì mình làm ngược lại với chân này đấy, rồi cũng đưa dang rộng ra về phía bên hướng cùng chiều bên này, rồi sau đấy nếu mà sau từ từ tập quen rồi thì bắt đầu mọi người sẽ giãn được hai chân như thế này đấy, và nếu lúc đầu chưa quen thì mọi người có thể dùng một chân ngồi như thế này thôi, chỉ quen như thế này này đấy, rồi từ từ khi mà quen rồi thì mình có thể dang rộng ra đó, và khi mà mọi người ngồi như thế này ấy, thì mọi người có thể cảm nhận được cái phần cơ ở bên má trong của đùi như thế này này nó rất là căng, và mọi người nhớ là khi ngồi thì mọi người siết siết cơ vùng đùi và siết cơ ở phần mông như thế này luôn, thì đây cũng là một trong những cái động tác mà nó giúp cho chúng ta có cơ mông và đùi được săn chắc. Sau khi xoạc ngang xong thì động tác thứ tư sẽ là động tác xoạc dọc. Thì nó cũng giống như cái kia thôi mọi người, chỉ đơn giản là mọi người nó khác một chút là mọi người nghiêng người lại. Thì bây giờ cùng làm với Dung nhé. Với cái động tác này ấy, thì mọi người không thể mới vào mà mọi người có thể soạt được như vậy đâu, mà mọi người hãy tập như thế này trước đấy, cong một chân lên làm trụ, xong sau đấy chân này duỗi thẳng ra và đưa người hai tay đặt song song với cái chân trước này và đặt người xuống như thế này, sau đó là đưa người đổ về phía trước đấy, và mọi người cứ làm như vậy, làm đi làm lại khoảng 3 4 lần. Đấy. Rồi sau đấy thì mình sẽ ngồi xuống và mình xoạc ra nó sẽ dễ dàng hơn rất rất là nhiều. Đó. Rồi vậy thì với cái chiều tương tự ngược lại thì mọi người cũng làm y chang như vậy, cũng đưa một chân về trước và chân này trụ. Sau đấy hai tay đặt ngang bằng với chân trước và đưa người đổ về phía trước như thế này, rồi đẩy về phía sau gặp người xuống. Đó, và mọi người cũng lặp lại 3 đến 4 lần như thế. Và mình sẽ ngồi xuống. Khi mình quen rồi thì mình ngồi xuống một cách khá là
là dễ dàng. Nó sẽ căng ở cái phần háng ở đây của mọi người nè. Nhưng mà nếu mà mọi người tập được cái động tác này thì nó khá là tốt. Động tác thứ năm là mọi người nằm xuống sàn, rồi cong hai chân lại và đưa người lên. Mọi người thấy rằng là người ta hay tập là nâng lên rồi hạ xuống, rồi nâng lên siết cơ ở phần bụng, hạ xuống, nâng lên hạ xuống như thế này. Nhưng mà với cái động tác mà mình đang những cái ngày mà mình lười, không có muốn vận động nhiều mà mình vẫn có thể muốn cho cơ thể của mình khỏe mạnh ấy, thì mọi người đưa lên và giữ ở đây. Đến bao lâu mọi người có thể và chỉ cần đặt hai tay song song xuống dưới sàn như thế này và mọi người siết cơ cái phần bụng này lại. Đừng đưa lên cao quá, như vậy cũng không, nó sẽ bị đau cái phần xương, đau cái phần lưng ở phía sau này nhé mọi người. Chỉ cần làm sao để mọi người bảo đảm rằng là cái chân của mình nó đổ thêm một cái chiều hình tam giác như thế này là vừa đủ, và siết siết cái vùng vùng đùi lại, siết cái phần mông lại và giữ chặt như thế này. 15 giây, 30 giây, 40 giây hay là 1 phút dung thì có thể giữ như thế này. Được 2 phút cũng không sao, khá là bình thường. Đó. Thì khi làm như vậy thì mọi người sẽ thấy được là lúc đầu thì không sao, nhưng mà khoảng tầm 10 đến 15 phút sau và càng giữ được như vậy lâu ấy, thì mọi người sẽ thấy được là cái cơ bụng của mình nó được siết lại và nó căng cái phần cơ bụng, kể cả cái phần cơ mông và đùi từ đây đi lên, từ dưới đùi lên đây. Đấy, và hai tay đặt song song như thế này thôi. Và đôi khi mọi người thích thì có thể nằm ngắm mây trời. Nếu mà mọi người tập ở ngoài có cái không gian nào bên ngoài ấy, thì mọi người có thể nằm như vậy và ngắm mây, phơi nắng, nằm ở ngoài biển cũng được, không có sao. Và đó là 5 động tác mà Dung thường hay tập vào những cái ngày mà rơi vào chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là những ngày mà mình lười vận động, hoặc là có thể đây là những cái động tác mà Dung tập xen kẽ vào những ngày, ví dụ như ngày hôm trước Dung tập khá là nhiều thì ngày hôm sau Dung chỉ có đi bộ, tập yoga nhẹ nhàng hoặc là vận động giãn cơ như thế thôi. Nhưng mà nó rất là hiệu quả nhé mọi người. Nếu như mà mọi người tập thường xuyên và mỗi ngày dành ra khoảng từ 10 đến 15 phút thôi thì mọi người cũng sẽ thấy có một cái kết quả rất là tốt. Cộng thêm nữa là khi mà mình ăn thô thì cái việc giảm cân nó cũng khá là nhanh. Cho nên là Dung nghĩ, Dung không biết mọi người như thế nào, chứ còn nếu mà chúng ta nói rằng là ăn thô mà càng tăng cân thì mọi người có thể xem lại cái cách ăn của mình, chỉ trừ khi những người bị cái thể trạng gầy quá trước khi ăn thô và họ muốn ăn thô để khỏe mạnh và đồng thời có thể tăng cân thì sẽ có cái cách ăn khác. Còn với những bạn mà gầy thì dĩ nhiên, những bạn mà mập hơn thì có nhu cầu giảm cân thì dĩ nhiên cái cách ăn thô nó cũng sẽ là những cái thực đơn khác dành cho mọi người. Nhưng mà dĩ nhiên thực đơn của người khác thì không thể áp dụng cho mình được, còn tùy theo cái sở thích và mình thích ăn cái gì và điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của mình nữa. Vậy là Dung đã xong cái morning routine buổi sáng của mình rồi. Mọi người thấy không, rất là đơn giản và cũng không có tốn quá là nhiều thời gian. Và bây giờ thì Dung chuẩn bị ăn sáng, Dung sẽ cho mọi người xem là sáng nay Dung ăn gì nha. Ngày hôm qua thì Dung được em Dung cho mấy quả quýt đường như thế này và bạn ấy nói là mua chỉ có 20.000 một ký thôi, khá là rẻ và nó hầu như là chín đều rồi. Thay vì bình thường thì Dung sẽ thích ăn lột ra ăn hơn, nhưng mà ngày hôm nay được cho nhiều và cộng thêm là nó đã chín rồi đấy, nên là Dung sẽ vắt lấy nước uống. Thêm 2 quả chuối và 1 quả xoài cát hoa lộc. Nhìn thì có vẻ như là da nó sần sùi và xấu như thế này thôi ấy, mọi người, nhưng mà bên trong khá là ngọt và siêu ngon. Bây giờ thì Dung sẽ vắt quýt đường ra, sau đấy là mình sẽ ngồi xuống và mọi người mời mọi người cùng ăn sáng với Dung nha. Đây này mọi người nhìn xem này, cái quả xoài nhìn trông có vẻ xấu như vậy mà khi Dung cắt ra thì không hề bị hư một chỗ nào cả. Và Dung thì rất là thích ăn xoài mọi người ạ. Dung nói chung là không phải chỉ thích ăn xoài không, mà Dung hầu như là thích tất cả các loại trái cây, nhưng mà xoài là một trong những loại trái cây mà Dung thích nhất, bởi vì Dung có thể ăn mỗi ngày sáng trưa chiều tối. Và hầu như trong suốt cái mùa xoài vừa rồi ấy thì hình như ngày nào Dung cũng ăn xoài hết, và nếu mà ngày nào mà không có thì thấy nó thiếu thiếu, bởi vì xoài dinh dưỡng cũng khá là nhiều ấy mọi người, và cũng có rất là nhiều vitamin C. Rồi để Dung cắt thử, ngày hôm qua giờ Dung cũng chưa có ăn thử quýt này nữa, và cắt xem
Wow, mọi người nhìn này. Khá là ngọt mọi người ơi, ngon lắm. Không, Dung không biết là 10 quẻ 10 quẻ quýt đường như thế này thì có làm đầy một ly một cái ly 250 ml của Dung hay không. Thế sau khi vắt xong thì Dung có một ly nước tắc đường, Dung có bỏ thêm một quả cam và nửa quả chanh đó mọi người, bởi vì tắc đường khá là ngọt ấy, cho nên là Dung có bỏ thêm một quả cam này và nửa quả chanh này. Và mọi người biết không, cái xác này ấy, thì một tí nữa thì Dung sẽ dùng để bôi lên mặt nè, hạt vẫn còn nè, và sau đó thì mình sẽ ngâm vào trong nước lạnh để tí hồi nữa mình sẽ tắm. Hoặc là nếu mà mọi người siêng hơn thì mọi người có thể nấu cái này lên để tắm cho da của mình, hoặc là dùng để gội đầu cũng được. Và bây giờ thì mời mọi người hãy cùng thưởng thức buổi sáng với Dung để Dung xem thử là nó ngọt như thế nào nhé. Ngon và thơm cực kỳ. Dung không biết phải nói và diễn tả cái cảm giác như thế nào để cho mọi người hiểu rằng là Dung hạnh phúc như thế nào khi mà mình được ăn thô. Bởi vì cái cảm giác mà khi mà Dung ăn thô ấy thì mình biết được rằng nó tốt cho sức khỏe của mình, và tất cả những gì mình ăn toàn là đồ rau củ quả tươi sống, không có cái gì nấu nướng, mình cũng không có mất thời gian để nấu nướng và cũng không có tốn, Dung nghĩ là nó cũng không có tốn quá là nhiều tiền đâu, đặc biệt là mọi người nếu mà mọi người ở quê và có vườn trái cây, hoặc là mọi người có những người hàng xóm mà có trồng trái cây theo kiểu sạch ấy, ở nhà có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, hoặc là còn dư thì mang đi chợ bán, thì mọi người mua ở quê nó khá là rẻ. Dung thì ở thành phố, mà đặc biệt cái nơi Dung ở để tìm được một cái nguồn trái cây rẻ cũng khá là khó, nhưng mà Dung thì chính vì lý do đó thì Dung cũng không có thực sự đặt nặng cái vấn đề là phải mua ở đâu hay là bắt buộc mình phải đi tìm cái nguồn nào đấy sạch, mà mình Dung hay nói ở những cái video trước là mình dùng cái cảm tính của mình thôi và cứ mua và ăn một cách thoải mái, bởi vì cái tư tưởng mà nó bị gò ép hoặc là quá căng thẳng về việc đấy ấy, thì nó cũng là một trong những cái lý do gây cho chúng ta rất là nhiều hệ lụy về sức khỏe. Đấy, cho nên là cứ thoải mái, thư thái thôi. Ngon lắm mọi người ạ. Sau khi tập xong rồi đi bộ, bây giờ thì Dung đây là cái cảm giác hạnh phúc nhất của Dung vào mỗi sáng. Mình thức dậy mình biết rằng là mình còn được sống, được thở và còn được ăn thô, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Thì như mọi người thấy ấy, cách ăn của Dung thì Dung sẽ uống nước trước nè. Sáng thì Dung để uống một ly nước chanh ấm rồi. Dung sẽ uống cái này xong về Dung sau đấy thì Dung ăn xoài và chuối. Xoài ngon lắm mọi người ạ. Dung mua xoài thì chỉ có xoài cát Hòa Lộc, nhưng mà nhìn cô bán ở ngoài chợ, bán ở bên đường bên lề thôi, nó rất là còi cọc vậy đấy, nhưng mà xoài rất là ngon. Và chỉ có thường thì xoài cát Hòa Lộc, nếu mọi người mua những trái to to mà người ta dùng để bán trong siêu thị hay là bán ở những cái chợ, gọi là những cái store hay là những cái cửa hàng mà thực phẩm xanh trái cây ấy, thì giá nó khá là mắc, ít nhất là cũng tầm khoảng 65 đến 70 nghìn một ký, đó là ở Sài Gòn, nhưng không biết thì ở những tỉnh khác thì như thế nào nhé. Còn ở nước ngoài thì dĩ nhiên phải mắc hơn rồi. Còn ở đây ấy, thì Dung mua chỉ có 25 ngàn một ký xoài cát Hòa Lộc, và trái này là trái cuối cùng Dung cúng Phật, sau đấy là Dung sáng nay Dung xin Phật để ăn cái quả này, và quả này là quả cuối cùng đấy. Còn hôm trước thì Dung mua 2 ký và Dung đã ăn sạch hết rồi. Thường ấy khi ăn xoài thì Dung sẽ thích ăn cái hộp xoài, thích gặm hộp xoài ấy mọi người. Nhưng mà thôi, hôm nay lịch sự. Ngọt lắm mọi người ạ. Cái quả nó nhỏ nhưng mà cái xoài rất là ngọt luôn ấy. Dung thì xoài cát Hòa Lộc hay là xoài cát chu hay gì đấy thì mình nói chung là mình ăn được tất cả các loại rau củ, không có về trái cây chứ cũng không có kén hay là không có chê. Cát Hòa Lộc thì nó ít có sơ mọi người, nên là Dung nghĩ là đó là một trong những, về cái chất lượng của nó ngon hơn.
nên là hầu hết mọi người thì thích ăn xoài cá kho lọc. Dung thì xoài nào cũng được, miễn là xoài Dung đều ăn và xoài chín nhé. Ngon lắm mọi người ạ. Thường thì người ta sẽ lo sợ rằng là hầu hết nhiều người lo sợ rằng là ăn chay, xin lỗi mọi người, ăn thô, thiếu chất. Và như mọi người thấy thì buổi sáng chúng ta có một ly nước ép và quýt đường chứ, và cam và chanh. Như vậy là chúng ta đã cung cấp cho cơ thể đủ một cái lượng vitamin C và cần thiết cho cơ thể rồi. Tiếp đến thì là một quả xoài này, rồi hai quả chuối như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta bị thiếu dinh dưỡng và thiếu dưỡng chất được. Ở đây, ở trong đây có rất là nhiều vitamin, khoáng chất và enzyme sống rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Và cái cách ăn thô này thì ăn uống như thế này thì cơ thể của chúng ta không có phải, dạ dày của chúng ta không phải làm việc quá là nhiều, không phải dùng những cái năng lượng tích trữ trong cơ thể, những cái khoáng chất tích trữ trong cơ thể để mà cân bằng cái lượng axit hay là gì cả. Bởi vì thức ăn trái cây, đồ ăn từ trái cây, rau củ quả tươi sống và ăn thô là kiềm hóa cơ thể, cho nên là chúng ta không có tạo axit hay là dịch nhầy trong cơ thể và không có một cái gì độc hại hết. Dĩ nhiên trong trái cây thì mọi người lo lắng rằng là nó sẽ có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hay gì này này kia. Nhưng mà Dung nghĩ rằng là cũng chính vì nếu nếu mà vì lý do đó mà mọi người sợ không ăn trái cây ấy, thì chúng ta quên một điều rằng là cũng chính những cái nguyên liệu này là cái nguyên liệu cần thiết để cho giúp cho cơ thể của chúng ta thải độc, hoặc là cộng thêm cái phương pháp mà nhịn ăn gián đoạn nữa. Đó, cho nên Dung thì Dung không biết mấy bạn khác thì như thế nào, nhưng mà với Dung thì Dung thấy nhẹ nhàng trong cái việc cũng không có căng thẳng, xin lỗi mọi người, hoặc là lo lắng quá nhiều về việc mình ăn trái cây có nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Bởi vì về thì mình cũng rửa khá là sạch sẽ rồi, và cứ như thế mình ăn thôi, ăn vận động, tắm nắng, tập luyện và sống với một cái tình yêu thương dành cho thiên nhiên, cây cỏ hoa lá và cho mọi thứ, kể cả những cái loài rau, các loại rau củ quả trái cây mà mình đang dùng để nuôi cái thân của mình. Thì Dung nghĩ rằng không có lý do gì chúng ta cảm thấy không có lý do gì mà chúng ta phải lo lắng về bệnh tật hay là về cái sức khỏe của mình nếu mà mọi người thực hành theo đúng cái phương pháp như thế. Ngon quá mọi người ơi. Ước rằng là ước gì Dung có thể chia sẻ cái cảm xúc này cho mọi người. Có rất là nhiều bạn lo lắng về rất là nhiều bạn thích ăn thô nhưng mà lo lắng về cái vấn đề da mình bị đen và mọi người không có tắm nắng, không muốn tắm nắng. Thì Dung nghĩ rằng Dung sẽ để dành cái chủ đề video này để Dung ra vào những video lần tới để bàn về cái vấn đề có nên tắm nắng hay ăn thô, trong ăn thô, khi ăn thô hay không, và hoặc là cái cách tắm nắng làm sao để mà da không có bị đen. Thì Dung thì cũng không có khuyến khích hay là ủng hộ hay là cho rằng là cái làn da nâu thì mới tốt hay là làn da trắng thế này kia, nó không có, màu da nó không có quan trọng đâu mọi người. Nhưng mà chỉ đơn giản là Dung thấy rằng là trước khi ăn thô thì Dung cũng đã là một người rất là yêu nắng rồi, và khi mà sống ở ngoài quê trong suốt cái quá trình từ nhỏ đến lớn đến khi học phổ thông ấy, thì Dung có một cái làn da khá là ngăm đen. Thì Dung sẽ để, Dung không biết là Dung có còn hình hay không, thì Dung sẽ tìm hình, và nếu có thì Dung sẽ để ở đây cho mọi người xem hồi đấy lúc học phổ thông của Dung như thế nào. Chỉ có khi vào Sài Gòn thì cái làn da của mình mới bắt đầu dần dần trắng hơn, bởi vì mình sống xa biển, xa quê hương, rồi nước máy. Thì như mọi người biết ở trong nước máy thì có cái gì rồi, và nước máy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm cho da của chúng ta trở nên trắng ra. Nhưng mà thực sự nó không có tốt và khỏe mạnh đâu. Cho đến sau này khi mà Dung có cơ hội đi nhiều hơn,
trải nghiệm ở bên ngoài nhiều hơn ấy, thì bắt đầu gia dung ngâm đen lại cái khoảng thời gian đấy. Thì hồi đấy thì mình cũng không có biết, cách đây khoảng gần 10 năm trước ấy, thì mình cũng không có biết những cái sản phẩm mà dùng để hỗ trợ để ten da cho nó nâu gì đâu, cứ đi ra ngoài nắng phơi bình thường, đi tắm biển bình thường cũng không có cần phải dùng dưỡng sữa dưỡng hay là gì hết. Nhưng mà hồi đấy thì da của Dung cũng khá là đẹp, hình như là Dung nghĩ rằng là mình cũng có hình đấy để Dung để đây cho mọi người xem hồi đấy nhé, cũng không có cần bôi một cái gì hết. Rồi bây giờ khi trong cái giai đoạn mà mình biết đến những cái sản phẩm ten da rồi này kia rồi, Dung cũng có làm khá là nhiều video để dưỡng da nâu khi mà hồi đó Dung còn dùng mỹ phẩm ấy, thì mọi người xem lại mọi người cũng có thể thấy hồi đấy thì cái cách làm video nó khác với bây giờ rất là nhiều. Dung cũng khuyến khích mọi người mua sản phẩm này kia, không phải là quảng cáo cho cái nhà đấy, nhưng mà mình chỉ chia sẻ cái cách mà mình dưỡng da nâu như thế nào thôi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cũng trở lại cái cách cũ như hồi xưa là không có bôi một cái gì hết, chỉ đơn giản là ăn thô và phơi nắng một cách bình thường. Và từ đó đến bây giờ thì Dung luôn luôn là một người rất là yêu nắng. Và Dung cảm thấy là nếu mà một ngày nào đấy mà không có nắng ấy, thì mình thấy cơ thể của mình nó chưa có thực sự được chữa lành và không có thực sự khỏe như những ngày mà mình có điều kiện để giang nắng ở bên ngoài. Ít nhất cũng phải là 10 đến 2, 15 phút đến 20 phút mỗi ngày. Mà thường thì Dung ít có khi nào mà phơi nắng ít như vậy lắm, ít nhất cũng là 45 đến 1 tiếng đồng hồ. Đó, thì Dung nghĩ nó mới đủ với cái sức chịu đựng và cái sở thích tắm nắng của mình. Còn nếu mà phơi chỉ có 15-20 phút mà phơi vào buổi sáng sớm, khi mà mặt trời buổi sáng, thì Dung thấy nó không có đủ làm cho cơ thể của Dung trở nên khỏe hơn. Thì đấy, nó tùy theo cái sức chịu đựng của mọi người thôi. Nhưng mà để mình dành cái nội dung này, chủ đề về tắm nắng cho những cái video lần tới. Và bây giờ thì để Dung sẽ hoàn thành xong buổi sáng và mình có những cái việc khác cần phải làm. Dung cảm ơn mọi người rất là nhiều để luôn luôn dành thời gian ở đây để lắng nghe những cái chia sẻ của Dung, và chúc cho mọi người một ngày thật là vui. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo nha. Bye!